trả bài văn lại cho con đi mẹ. Trời ơi, có sao đâu, để mẹ xem một chút thôi mà. Mẹ, mẹ à. Hãy viết về điều bạn sợ. Đề tài nghe thú vị quá ha. Gần đây tôi đã được xem một bộ phim về người sói. Có một người đàn ông, cứ mỗi khi đến trăng rằm, ông ta sẽ biến thành người sói. Đúng là đáng sợ thiệt đó. Mẹ ơi, trả cho con đi. Nhưng mà còn có thứ đáng sợ hơn nữa. Chết rồi. Đó chính là gương mặt tức giận của mẹ tôi. Đúng rồi, là nét mặt này nè. Còn nói cái gì? Nobita, tại sao mày giết như vậy hả? Đau quá à. Chỉ là mình nghĩ gì thì giết đó thôi mà. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn thấy người sói đáng sợ hơn à. Còn mình thì thấy mẹ là đáng sợ nhất á. Bạn làm hơi quá đó. Doraemon, bạn có bị mẹ la mắng thường xuyên đâu mà biết chứ. Khi mẹ tức giận lên thì gương mặt của mẹ không giống bình thường một chút nào hết á. Vậy thì mình thử so sánh đi. So sánh hả? Xem biến thành người sói. Là cái gì vậy Doraemon? Bạn cứ đứng yên nhìn mình nè. Đầu tiên, sức kem lên mặt. Xoa. Rồi sau đó, nhìn vào vật nào tròn trịa giống như mặt trăng là được. Doraemon à, cái này được không? Doraemon. Nhưng mà hình dạng này sẽ nhanh chóng trở về như cũ, không có làm hại ai hết. Lần sau đừng hù dọa mình như vậy. Chỉ cần rửa mặt thôi là kem dễ dàng bị trôi đi hết à. À, thú vị quá, để mình thử sức coi sao ha. À, khoan đã Nobita. Hả? Cuối cùng là bạn sợ người sói hay là sợ mẹ hơn? Ha, thì ai mình cũng cảm thấy sợ hết. Nhưng nếu như mẹ trở thành người sói thì chắc là đáng sợ hơn nhiều đó. Giống như vậy nè. À, ghê quá, đúng là đáng sợ thiệt. Ừ. Mẹ, mẹ ơi, hủ kem đó. Cái này hả, hủ kem tốt lắm. Vậy mà mẹ không hề biết cái hủ kem này đó. Thì là thích ghê. Thích cái gì mà thích chứ mẹ. Hủ kem này không phải là. Thôi coi nhà giùm mẹ nha. Mẹ đi ra ngoài hả? Để qua nhà bạn có một chút chuyện. Mẹ ơi. Mẹ đi nha. Chết chắc rồi đó Doraemon. Vậy là mẹ đã sai rồi. Là sao bây giờ? Nếu ra ngoài mà nhìn thấy vật gì hình tròn thì vậy thì lớn chuyện chứ sao. Phải tìm cách cho mẹ rửa mặt đây. Mình không biết đâu. Mẹ Nobita. Không được rồi, không thể để tình hình xảy ra tồi tệ như vậy. Mình phải đi tìm mẹ liền thôi. Hy vọng là mẹ chưa nhìn vật gì hình tròn. Nếu không thì lớn chuyện lắm đây. Mẹ phải nhanh lên mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Doraemon. Quả nhiên là mẹ đã nhìn vật gì hình tròn. Có chuyện gì vậy con? Vậy đâu có chuyện gì đâu mẹ. Hình như là chưa có ai nhìn thấy mẹ, có đúng không? Sao vậy Doraemon? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con đi chơi với nha mẹ. Cũng được, nhưng mẹ đi gặp bạn học của mẹ thời xưa nên con sẽ không biết ai đâu, hơi chán đó nha. Dạ không có sao đâu mẹ. Được rồi, vậy thì con chịu khó nha. Không sao mà, mẹ cứ đi đi. Nobita mà cũng cư xử như người lớn giống Doraemon thì mẹ sẽ mừng lắm đó. Mẹ ơi, hay mình đi rửa mặt đi mẹ. Con thiệt là, hồi sáng mẹ đã rửa kỹ lắm rồi mà. Thôi, con đừng có nói linh tinh nữa. Chết rồi, không được cho mẹ nhìn thấy cái này, nguy hiểm lắm. Xin lỗi nha. Sao vậy Doraemon? Không có gì á mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm nha.
Mẹ ơi, chào con với. Hôm nay mẹ thấy Doraemon hình như hơi lạ đó. Đâu có gì đâu mẹ. Được không đó, Sanrio? Mình tới đây. Mấy bạn cho mình chơi vậy. Chuyện gì vậy? Sao bạn dám à? Mẹ cho mình xin lỗi hai bạn. Mình có lý do riêng mà. Mình không cần biết, chỉ cần bạn đứng lại thôi. Đứng lại mau. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Doraemon? Dạ không có sao đâu mẹ. Tới rồi là nhà này nè. Mày quá, tới nhà an toàn rồi. Mẹ ơi, phải vô nhà nữa mẹ ơi. Còn lại tính làm gì nữa vậy? Vô nhà người ta đừng làm mất mặt mẹ đó. Nghe chưa? Xin lỗi là ai vậy? Xin chào. Là Nobi à? Nhà bạn đẹp thiệt đó. Cháu chào cô, cháu tên là Doraemon. Xin mời vào. Khoan đã. Có chuyện gì vậy Doraemon? Mẹ ơi, mẹ chờ con chút xíu nha. Nè, cháu làm gì vậy? Cô làm ơn phụ cháu dọn hết mấy cái vật hình tròn này đi cô ơi. Con có chịu dừng lại chưa Doraemon? Nhưng mà con làm tất cả cũng vì mẹ thôi mà. Con đừng có ở đó mà nói dớ dẫn nữa. Dù có bị mẹ la đi chăng nữa, mình cũng phải ở lại đây, không thì sẽ lớn chuyện lắm. Cô ơi, trà hả? Cô cho cháu kiểm tra nha. Kiểm tra cái gì chứ? Cô ơi, cô đổi giùm cháu bộ ấm trà hình tứ giác có được không? Còn cái này, bánh quy hình tròn, mẹ cháu không có thích đâu. Ngon quá cô ơi, cháu thấy cái này hợp với cháu hơn. Doraemon, bây giờ có thể về nhà ngay cho mẹ. Chết rồi, mình bị mẹ đuổi về rồi. Không biết ở trong đó sẽ ra sao nữa đây. Doraemon à, cô ấy vừa nhìn thấy mặt mẹ là lăn ra ngất xỉu rồi. Tại sao vậy con? Thì ra là cái này. Đã nói là giật hình tròn là không được rồi mà. Dù sao cũng phải gọi xe cấp cứu trước đã mẹ ơi. Để coi, điện thoại đâu, điện thoại nó mất tiêu rồi. Bây giờ mà về nhà là trễ lắm rồi. Con mỏi chân quá. Xin chào. Xin lỗi, ai vậy? Ở khu vực này đang rất lộn xộn, chị và cháu đi đường nhớ cẩn thận nha. Anh ơi, đừng quên chiếc xe đạp kìa. Đúng là rắc rối thiệt đó. Nếu mà để cho mẹ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình như vậy, chắc là mẹ cũng sẽ ngất xỉu luôn cho coi. Có phải là khuôn mặt của mình đáng sợ lắm hay không? Hả? Mẹ ơi, rắc rối thiệt. Doraemon, phải rửa mặt